dân mạng phẫn nộ cảnh gã đàn ông mặc trang phục dân phòng chửi bới, tung cước vào người đi đường. Tối ngày 10 tháng 1, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại một sự việc vô cùng bức xúc vừa xảy ra tại phố Hào Nam, quận Đống Đa, Hà Nội, khi một dân phòng đã có hành vi quát mắng rồi tấn công một người phụ nữ đi xe máy không thương tiếc. Một phần diễn biến đoạn clip ghi lại, tại thời điểm xảy ra vụ việc, đang là giờ tan tầm, xe cộ di chuyển chật cứng trên đường. Lúc này, người đàn ông mặc trang phục dân phòng liên tục buông lời tục tiểu, chỉ tay vào mặt một phụ nữ đi xe máy, mắng chửi lớn tiếng. Người phụ nữ này cũng lộ rõ vẻ tức giận, đứng lại tranh luận với người đàn ông. Đáng nói, người đàn ông này sau đó đã tung chân đạp vào xe của người phụ nữ. Sau đó, người đàn ông được mọi người xung quanh kéo ra, nhưng ông ta vẫn vô cùng hung hãn, tiếp tục quay lại tung chân đá trúng người phụ nữ. Đoạn clip ngay sau khi xuất hiện trên mạng xã hội lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Dù chưa rõ lý do là gì, ai đúng ai sai trong câu chuyện này, tuy nhiên việc người đàn ông mặc trang phục dân phòng chửi bới lớn tiếng, nhiều lần tấn công phụ nữ vẫn đang bị dư luận lên án, chỉ trích rất nhiều. Các bạn nghĩ sao về tình huống trên? Hãy để lại bình luận ngay bên dưới video và nhớ vào nút đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất xung quanh cuộc sống của chúng ta nha. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.